Món ngon cuối tuần, khoai lang chiên mật ong nóng hổi cho ngày xe lạnh. Trời xe lạnh, nhâm nhi từng miếng khoai lang chiên nóng hổi, thơm mùi vừng, ngọt vị mật ong thì còn gì tuyệt vời bằng. Nguyên liệu: khoai lang 600g, vừng hạt 30g, bột bắp 40g, mật ong 30ml, dầu ăn 1 thìa muối hạt, tương ớt hoặc tương cà chấm kèm. Lưu ý, khoai lang dùng để chiên nên chọn loại khoai ruột vàng sáng, có độ bở và dẻo như khoai lang Bí hoặc khoai lang Nhật thì mới đảm bảo được độ ngon ngọt của thành phẩm. Ngoài ra nên chọn những củ dáng tròn hoặc trông thon dài, có phần eo không bị lõm vào. Không nên mua các củ có bề ngoài không lành lặn, sứt mẻ và bị nứt quá nhiều, bởi đó đều là các dấu hiệu cho thấy củ khoai lang không ngon. Cách chế biến: khoai lang mua về bào vỏ, đem rửa với nước sạch rồi để ráo, dùng dao cắt thành các thanh dài, mỏng, ngâm khoai lang vào bát nước trắng có pha chút muối, hạt, chừng 10 phút để khoai bớt nhựa và không bị thâm. Vớt khoai ra, để thật ráo nước. Nếu muốn tiết kiệm thời gian, các bạn có thể cho khoai lang lên khăn bông hoặc giấy thấm để đảm bảo khoai thật khô ráo. Cho khoai vào bát to, cho mật ong vào trộn đều. Tùy sở thích, các bạn có thể gia giảm lượng mật ong cho vào sao cho vừa miệng. Sau khi trộn đều khoai với mật ong, để khoảng 1 phút cho khoai ngấm. Sau đó cho vừng vào để vừng bám đều lên các miếng khoai. Khi chuẩn bị chiên thì các bạn cho bột bắp vào khoai lang. Lưu ý trộn đều, để bột bắp bao một lớp mỏng đủ để hút hết phần mật ong bám trên miếng khoai là được. Không nên cho quá nhiều bột, sẽ khiến khoai lâu chín. Bắc chảo lên bếp, làm nóng 300ml dầu ăn, lần lượt cho từng miếng khoai đã tẩm bột vào chiên cho đến khi vàng giòn các mặt là được. Khoai chín thì vớt ra cho lên giấy thấm dầu, rồi bày ra đĩa, ăn kèm với tương ớt hoặc tương cà. Thành phẩm: từng miếng khoai lang được chiên giòn rụm có màu vàng bắt mắt. Khi cắn vào bên trong, khoai lang vẫn giữ được độ bùi bở, không hề khô mà còn quyện với vị ngọt thanh từ mật ong và mùi thơm đặc trưng của hạt vừng.